quá sức chịu đựng nó ha. Nãy giờ dẹo qua dẹo lại khu này mấy lượt rồi đó. Tôi dậy. Rồi. Rồi ngồi đó đi, mệt. Rồi tới chỗ đưa dâu lại ha. Nó bỏ quên cái bịch khẩu trang, rồi buộc tóc, cái bóp. Cái này ngọt hơn. Mà tại hút chua, tại mình cũng ăn chua chua ngọt ngọt nên mua một bịch dâu 2 kg kìa rồi. Thấy cái này vàng mua thêm về ăn thử. Mai má con xài đồ cột tóc nha. Ừ thì đồ của con cũng muốn xài cái gì đó con xài chứ con nói mẹ chi đâu. Này mấy trái này là ngọt lắm này. Nó có bột 20k. Cái loại giống dâu dài, dâu da mà dâu dài. Cái kia là giống dâu tròn, dâu dài mà màu màu này kêu là màu gì, cam cam xanh. Ổi 5.000 ký này trời. Ổi này giống ổi gì mà nó sần sần cái da ha. Lấy thử về ăn xem. Lạ quá hốt về. Năm ngàn ký phải không chị? Năm ngàn ký à? Bốn cộng dây. Ừ, 10.000 còn đồ gì nữa. Từ từ ây dạ, 5.000 ký rồi càng 39 tuổi đó. Mấy cái trái này nó ngon không? Nó lụi thụi nó đi làm biết cái đó, nó phải đi chơi bao giờ đâu mà. Qua đường ấy. Bữa cái thằng nó nói vậy nó mà cười coi như cái ôi em thấy không?
vợ một cái thấy nó không hơn 10 á. Chứ mới kêu mới cậu người mua mới sao bày ra 10 thì nhất thế giới rồi có đó ba đâu. Nó bây giờ nó nói cái gì đâu mà. Nó im hoài thôi. Ký nha cô 20 thôi. Ừ. Cho mẹ. Rẻ quá mua về để ăn từ từ. Ở nữ hoàng 10.000 đó là nữ hoàng chị, em bỏ qua đó luôn đó, ở nữ hoàng mà bán 15.000 không á, là bên đây nè. Ừ, mà nó hơi cày nên mới bỏ qua đó thôi. tưởng bà nói là 15. Đúng rồi. Không, cái đó là nữ hoàng, chị đang cầm bộ nữ hoàng. Cái này à, này mình là nữ hoàng nè. Nữ hoàng là cái gì? Cái đó là nữ hoàng đó. Đầu là mấy cái nhăn nhăn đó chị, nhăn nhăn chấm chấm á. Cái này là ổi ruột đỏ nè. Ừ, ổi đào là ổi đỏ. À, ổi đào, kêu là ổi đào. Không biết bà kêu cái gì chứ cái gì. Đầy túi luôn. Sợ ơi, mẹ mua 4kg lận, mẹ mua 4kg lận. Đây nè, con bỏ ra từ trái mẹ đi. Ý, cái bịch dâu của mẹ đâu rồi? À kìa kìa. Ủa cái bịch dâu rồi? Lên lại. Không, cái bịch dâu xanh á. Bịch dâu xanh đây đâu rồi? Ủa đâu phải? Ủa gì chị? Ủa cái bịch dâu xanh nãy em mới vừa mua đâu rồi? Ừ đúng rồi. Sao mất rồi thôi. Ổi đào. Trời ơi. Cái đôi giày mà cần. Này, cầm. Lát mất nữa giờ. Thôi được rồi, đưa cho bà con đi. Trời ơi, công tình tha đi đã. Nặng nề, mất tiêu. Mua dâu đi nè, em bán cho 2kg 15 nè. Nè, cả cái bịch dâu này chưa cân nè. 1kg nè, 20. Cái này 15.000 nó thôi, là 35. 1kg đi, mua lại đi nè, em bán cho 2kg 15 luôn. Thôi. Có,
có qua lấy có được có 1 triệu, lấy có được có 1.4 triệu rồi, chẳng còn thiếu 100 với lại cái toa đó đó. Toa lấy với toa bên này nữa. Về như cái gì? Con cầm cái này đi. Đây. Cảm giác như con thấy đồ của mày nhiều hơn đồ con rồi đó. Có nhiều đó chứ nhiều. Đi thẳng lên, đi về rồi. Xong rồi, xong việc rồi đi về. Tiếng về là mất rồi thôi, tiếng về. Thích vô, ý. Đi dẹo dẹo đó. Cam 10.000 ký. Quay được cái gì chưa? Rồi quay được chợ. Hôm nay chua cả nhà vào lọ này hết. Nhà mày có cho ba mày vào lọ này không? Hả? Có. Hả? Nhà cháu có cho ba cháu vào lọ này không? Mẹ mày lại chua cả nhà vào trong lọ đấy. Vô hình mẹ đó. À. Con để ở đây đi, con để cái thịt thịt. Ôi, mệt quá. Thôi dừng cái đây.